làm ít ít vậy đó mà tại lo tụ tiếng. Em có quý vị có hỏi gì hỏi, hôm nay mới mua bài đầu tiên. À, thiếu Hữu Dũng hả? Huki hả? Huki không biết bữa nay nó có đi nhập viện không biết. Chắc mình lấy mấy ngày nó mổ xẻ gì đó. Chắc giờ viện này quá. Dũng thì chưa thấy báo, không biết nó có nhớ vợ không. À Dũng chắc nhờ Tân kêu đi, chứ Dũng nó có on Facebook đâu. Thì trùng luôn. Thì chuyển giờ này ấy, đúng ban đầu thì không có chuyển giờ này đâu. À, là bởi vì có một cái vị sư bị trùng cái giờ thật thực, cái giờ sau á mình học 10 rưỡi đó là trúng ngay giờ của các vị thọ thực luôn, cho nên là ra vị ấy học không có được. Đấy, có một cái mong muốn được học nên có đổi giờ lại, bởi vì là cái lớp là đến đi đi cặp ấy, nên thành ra thì phải đổi giờ gì này nè, với cái giờ Bát Thanh Á cũng vậy, về chủ nhật để học cho nó dễ. À, quý vị có hỏi gì mời hỏi đi. À, không, trong khi chờ bạn mình tí coi có liên lạc được không, nhiều khi chưa quý vị đó nghĩ vẫn là giờ như cũ, không có online trong thời gian vừa qua hay. Ráng lên học nha, thằng nữa lên xử lý mẫu dấu ba rồi còn đông đông học, chứ lên tâm mẫu dấu ba cái còn có leo que cái tôi sắp nhập với mẫu dấu kia nữa, mẫu dấu hai cũ đấy. Tháng 12 này họ thi ngày 3 tháng 12 hay ngày mấy đó, ngày mấy tháng 12 hay ngày nào thi đó quên nè. Quý vị vô vô xem. À, vô xem để biết cái hình thức thi cử của bên mẫu dấu 2. Đấy, họ thi xong là họ lên được mẫu dấu 3 đấy. Mày tính ra họ cũng tiến nhanh trong cái lộ trình. À, còn bao lâu nữa hết mẫu giáo ta? Vậy là ô nhá nhém mà sắp hết mẫu giáo rồi, trời ơi, mấy lớp bên khóa 1 thấy cũng đi cũng mạnh á đó. Đó, còn hai lớp nữa thôi là mẫu giáo 3, mẫu giáo 4, tức là nửa chặng đường của mẫu giáo rồi. Giáo này nè, đi cho nó đồng bộ thì mình sẽ gọi nó là sơ học hay là ấu học. À, đi thêm cái lèo của nó luôn ha, sơ học lên tiểu học rồi lên từ từ. Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, câu này theo bắt truyền suốt nhưng không biết Nam truyền câu này không. À, hình như cái câu này có Nam truyền cũng có, thì đúng rồi, thì tại vì chắc chắn là phải thành Phật thôi, nhưng mà không biết chừng nào thôi. Không biết chừng nào nên là chừng cái trái đất nào thôi, trong hàng tỷ 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 cái trái đất nữa thì chắc chắn thì cũng sẽ thành, không Phật này cũng Phật kia. Không, tức là cái việc mà thành Phật là hiển nhiên, chuyện là thành Phật là hiển nhiên, nhưng mà cái lượng người đó, cái lượng chúng sanh trong trong ta bà thế giới này đó thì đó là vô lượng cũng hiển nhiên, chứ dù thành Phật bao nhiêu đi chăng nữa
Quý vị tưởng tượng kịp không? Giống như bây giờ vô cực người, thấy không? Vô số người, số 8 lật ngược đó. Mà bây giờ trừ đi 1 vị, 2 vị, trừ đi 5.000 vị, trừ đi 1 tỷ vị, thì 5.000, 2, 3 người, 1 tỷ vẫn là con số hữu hạn. Lấy cái vô hạn mà trừ cái hữu hạn thì nó vẫn là vô hạn thôi. Hiểu không? Quý vị hiểu không? Thành ra để mà giác ngộ giải thoát được đó, thì mặc dù mình nói là người ta sẽ phải thành thôi, thì đúng là thành thiệt đó, nhưng mà nó lâu lắm, nó lâu lắm, mà nhiều khi không có tới lượt mình nữa. Khổ gì đó. Tại chúng sanh nó nhiều quá, phải chỉ có một vài người đó thì chờ mình cứ khỏe khỏe à, không mai kia mốt nọ cũng tới mình thôi, đâu cần chen lấn chứ. Nhưng không có phải, chúng sanh là điếm không có được, chúng sanh là vô hạn. Đức Phật thần thâm vô biên nghe đó, gọi là võ công cái thế, điếm cũng được cái chúng sanh trên nhân loại là bao nhiêu nữa. Nếu chỉ mình bất khả tư nghì, chính thì giá. Quý vị suy nghĩ đây, có hỏi gì hỏi, chắc cỡ 30 phút đầu cho hỏi gì đã hỏi. Chỉ cái chuyện lồi mới nó xuất hiện là chuyện bình thường, không có ngày có chết ai đâu. Thì những cái loài mà nó đã tuyệt diệt rồi thì có cái điều kiện để nó sanh trở lại. Rồi bởi vì cái đó là chỉ có Phật học mà mới hiểu thôi, chứ bình thường ngoài bên sinh học làm gì nó hiểu mấy đó. Theo cái kiểu mà tự nhiên đùng cái ủa sao có cái con này xuất hiện ta, cái con này đâu ra ta, đó bắt đầu nó bí đường bí lối, nó không biết đường đâu có nói, cái nó tiến hóa, nó được tiến hóa. Cái hồi nào tiến hóa là một cái kiểu giải thích tạm bợ vậy đó. Thì chúng sanh của các cái loài đó nó hết cái thọ mạng đó trên trái đất. Chết cũng nó về cái cảnh giới của nó rồi. Rồi cái giờ tới tục sinh trở lại thì nó phù hợp với cái chủng loài đó thì nó xuất hiện trở lại với cái hình dáng chủng loài đó của nó. Vậy thôi. Phật học thì người ta sẽ không hiểu được cái chuyện đó. Quý vị suy nghĩ đi, hỏi thêm. Mình thắp hương có lợi ích không? Không. Lợi ích duy nhất của việc thắp hương là giúp cho mấy thằng bán hương đấy, nó có tiền. Mình đã vô siêu lý rồi thì mấy cái mà nó nghi thức rồi nọ kia phải hiểu, chứ là mình đừng có lúa theo mấy cái nghi thức á, uổng lắm. Nghi thức nó không phải là bản chất.
Do người ta quy định thôi. Cái gì nhắn này chắc có câu hỏi. Do thành Phật là hiển nhiên, không có duyên đến Niết Bàn, cũng đâu có dính dáng với nhau đâu, hay đó đâu ăn nhập nhau đâu con. Ok, để hôm Tuệ Linh đã vô có ý kiến nói rằng người có phước trí thì sẽ có điều kiện thăng tiến trong việc học. Nhưng mà thăng tiến này là hiểu làm sao, nên người mà cố gắng quá thì là người thiếu phước. Ủa thì có phước người ta mới cố gắng được đấy chứ, người không có phước đâu có cố gắng được đâu, là đang chấp chấp cái quần gì đâu. Trời ơi, mấy cái chắc chắc này là của Tàu Cộng không đó, Tàu Khựa nó che vô đó, chỗ nào trong Phật chắc chóng thấy không, mình xóa cái từ này ra khỏi cái từ điển của mình đi, thấy không, để mình đừng có để cho mấy cái thứ này mà nó cứ ám ảnh trong tâm trí của mình. Để chấp là cái gì, để không có cái gì là chấp hết trơn á. Bởi vì mình quá ngu cho nên mình cần phải cố gắng gấp đôi gấp ba người ta chứ, ở đó mà chấp chiếc cái gì, hiểu không, mình đã không có điều kiện như người ta thì mình cần phải gấp đôi gấp ba chục lần người ta để mình bù lại, chứ không phải ôi mình không có rồi thôi mình khỏi làm luôn. Trời ơi, đần độn ngu xuẩn, không có chỗ nào mà Đức Phật nói mày không có rồi thôi mày bỏ cuộc luôn đi, à, mày để cho mày ngu đần luôn đi, có nha, có cái chuyện mà nó vô duyên như vậy. Mình không có phước thì mình phải cố gắng, mình vừa làm vừa học vừa tích góp. Thì bệnh này chấp dữ lắm, chấp tùm lum đụng cái gì cũng chấp hết trơn á. Cho nên thành ra mình đụng mấy cái người mà chấp chấp như vậy đó thì thôi kệ họ, mấy cái người mà hay nói chấp chấp đồ đó là chấp dữ lắm mà chấp là tà kiến ấy, phải nói đơn giản vậy đó, nhìn không có thấy rõ hiểu vấn đề nó bị sai. Thay vì như vậy thì họ lại hiểu như khác đó, họ hiểu trước quốc vậy đó.
Thử phải thận trọng. Còn 3 phút nữa đó, ai hỏi gì nữa không? Hỏi xin 3 phút đó đi, rồi kêu mình học bài 5. Vô thực tịch pháp thứ hai là tâm sở túc passa. Cái gì nhớ nha. À, mưu bốt đi đâu làm cái gì mình cũng nhớ vậy. Mình á, là dân siêu lý. À, mình là dân siêu lý là mình có cái lý rất là siêu. Đấy, mình không có chơi cái chài cái cối, thấy không? Mọi thứ mình là phải lập luận rõ ràng, bằng chứng chi tiết cụ thể, chứ không phải muốn nói gì nói, muốn phán gì phán. Nói phán thì phải hợp lý, thấy không? Phải chặt chẽ đấy, phải vậy. Chứ mình học siêu lý thế nào mà ra ta lừa cái một hả? Trời ơi, quê dễ sợ hả? À, mình học siêu lý đó là cái whip pro rồi. Mình phải biết tận dụng nó trong cái đời sống của mình á, nó xịn. Ngay cả trong Phật giáo, chứ tôi không có nói Phật học nha, nhiều cái vấn đề cũng bất cập lắm. Mà mình học siêu lý đấy là mình phải suy xét hợp lý logic, chứ mình không có đi theo cái thói quen. Thấy không? Cái thói quen người ta tôn giáo nhiều năm, nhiều ngàn năm, nhiều trăm năm, cho nên thành ra có những cái người ta tự chế ra, hoặc là Đức Phật nói một đằng thì họ cố tình họ bẻ ra, họ hiểu một nẻo để không có cái tính hợp lý theo cái luận thuyết hệ thống mà ngài chỉ dạy. Thì mình học siêu lý là mình phải nhìn ra được tất cả những chỗ đó, chứ không phải thấy một cái ông nào á, đắp y cạo đầu đeo bình bát nói gì cũng đúng hết trơn. Trời ơi chết nha. Học siêu lý là phải có cái sự suy xét trước sau phải trái, mà không có cần không có phải không có được vội vã, mà phải có một cái sự cẩn thận từng chút một, xem cái tính logic của nó có hay không. Như vậy đó mới là một dân mà học siêu lý chính hiệu, gọi là hàng chính hiệu, phải hàng dởm. Cái gì hiểu ý không? Nên thành ra thường những cái dân mà bên tặng luật ấy, mà đụng với bên dân bên xử lý đó là hai bên cự lộn không à. Biết sao mà bên tặng luật mà đụng với bên xử lý là cự lộn nhau không? Hay hay vì nhau nè. Bên tặng luật ấy họ thua, bên tặng luật ấy họ thua, bên này xem bên xử lý ra thì họ tế, tức là họ đi vào trong bản chất, đi vào tới tận cùng. Còn bên luật á thì họ không có đi vào tới bản chất tận cùng. À, ví dụ bên luật đây họ nhìn thấy một cái hành vi là đúng hay là sai sập, nhưng bên xử lý thì không có dừng ở chỗ hành vi nó đúng hay nó sai,
mà phải đi vô bản chất tâm làm khởi phát lên cái hành vi đó, là cái tâm đúng hay cái tâm sai. Đó, siêu lý nhìn ở góc độ đó, luôn thì nhìn ở góc độ hành vi, là hành vi này là đúng hay là hành vi này là sai. Kịp chưa? Cho nên thành ra những cái quý vị á, mà nặng về luật, nặng về luật một cách cứng khiên cưỡng là hai bên là nó chổi nhau. Mà bên nào thì cũng có cái lý của bên đó. Vậy mình học và mình phải để ý, mình biết. Rồi, chắc là thôi mình học bài số 5, thực tính số 2 là xúc xúc hay là passa. Passa là timbali, được hiểu là sự tiếp đụng, sự đụng chạm, sự tiếp xúc giữa hai đối tượng. Ở đây hiểu là giữa tâm, cảnh, đối tượng của nó, đối tượng của tâm là cảnh. Xúc nó có tác dụng giúp cho tâm tiếp chạm với cảnh để tâm làm việc theo công năng của nó. Của nó này là tâm phối hợp đó. Hay nói cách khác, xúc chính là cầu nối để các tâm sở khác làm nhiệm vụ của nó với cảnh. Tại vì xúc cũng là tâm sở, các tâm sở khác cũng là tâm sở, mà thằng xúc là thằng đầu tiên ha, thằng đầu tiên làm nhiệm vụ. Giống như một bộ máy làm việc vậy đó, thì xúc nó có cái công dụng là gì? Đụng lấy cái cảnh, níu lấy cái cảnh, nắm đầu cái cảnh nhét vô để mà mấy cái thằng kia nó tiêu hóa tiếp cảnh đó. Thì nhiệm vụ của xúc là làm chuyện đó. Giống như con ruồi đi, nó đi ăn cái trái cây, ăn cái gì đó, cho nó thò cái vòi đó, nó đụng vô, cái nó hút miếng dinh dưỡng vô đó, cái bên trong là cái bắt đầu nó mới làm việc, nó đem dinh dưỡng vô bên trong, nó làm việc. Là trong khi đó là xảy ra cùng lúc thì là nó vẫn hút vô, ở trong vẫn làm việc đấy, kiểu giống vậy. Đây là xúc và xa. Tư ý nghĩa của xúc, trạng thái của xúc là đụng chạm, tiếp chạm, va chạm. Phận sự của nó là gì? Chậm vào cảnh, chậm vào cảnh, hay là giúp tâm chạm được vào cảnh. Nhớ chạm là phải chạm gì nghe, chứ nhớ cho đã, chạm cái xúc là chạm cái hỏi là chạm gì không biết. Qua cái trạm biến áp luôn là chết nữa. Rồi, phận sự của nó là chạm vào cảnh hay giúp tâm chạm vào cảnh. Thành tựu của nó là gì? Tạo ra được sự gặp gỡ. Ba yếu tố nha, tâm, cảnh, vật. Và dĩ nhiên không có cảnh, không có cảnh hay xúc gì vậy. Cho nên đó là tư ý nghĩa của xúc. Cái gì ghi đi, ghi rồi coi có hiểu không? Hiểu nào hỏi lại. Vật ở đây là sắc kinh ấy, là cái quách thú, cái thứ mà tâm nương lên trên đó để biến cảnh. Không có thứ nương á thì tâm nó sanh cũng được, nó phải nương lên trên đó nó sanh để nó biến cảnh. Này rất thuộc nha, kiểm tra bài đầu giờ là trả bài á, dù hỏi hãy định nghĩa xúc là gì. Xúc là gì là bao gồm cả phần 1, phần 2 luôn đó. Xúc được hiểu đằng sau ha, tư ý nghĩa của xúc. Có xúc là không có cái gì hết, xúc phải đi đầu tiên.
nhưng mà đừng có hiểu đi đầu tiên cho nên mấy cái kia đi sau, cho nên nó là nó không sanh cực cùng một lúc là sai, hiểu không? Tụi nó là sanh cùng một lúc, tức là cái độ xê giờ lệch, sai lệch về thời gian là không có, nó nhanh đến như vậy. Vậy nếu hai đối tượng không có tiếp đụng với nhau thì không có xúc, đúng rồi. Sao mình tắt cái xúc đi? Mình tắt cái xúc đi có nhiều cách lắm. Tắt cái xúc đi bằng cách gì? Nhắm mắt lại. Ví dụ như giờ có một cái cảnh máu me ghê gọn ghê gợn trên con đường mình đi đó. Người ta chạy qua, ta nói cho mình biết đó, có vụ tai nạn giao thông thảm khốc lắm. Thôi mình sợ ám ảnh, mình nhắm mắt lại, mình không có nhẹ, không có nhìn xem đó, mình không nhìn xem, mình tắt xúc, mình không có lấy xúc từ từ mắt. Nhưng mình đã xúc cái gì rồi? Mình không không lấy xúc từ mắt, nhưng mà mình đã xúc cái gì rồi? Mình đã có hai xúc rồi đó, mình đã có hai xúc xảy ra đó, đúng rồi. Một cái đó là ý xúc, à là tâm. Để tiếp chạm với cái thông tin mà người ta nói, cái mình tưởng tượng ở trong đầu, ý xúc. Thứ hai là mình nghe, tiếp xúc với cái thanh âm về cái thông tin đó. Là cái xúc ở chỗ tai, đó là nhĩ xúc. Cho nên mình tắt cái đó là bởi vì mình đã biết rồi, và mình biết nó sự nguy hại, cho nên thay vì để cho ba xúc thì mình ngắt bớt hai cái xúc, còn lại một cái xúc thôi, rồi mình tắt cái xúc đó. Rồi còn cái khác mà nó xịn hơn, nó bờ rồ hơn, đó là mình dự đoán chứ. Dự đoán ví dụ chuẩn bị sang cái mùa du lịch, mà mình biết mình đi du lịch đấy, mình hay ngó nghía cái này cái kia đó, mình hay nhìn tới nhìn lui rồi đồ nọ, mà như vậy ấy, này khởi sanh ái dục, mình không muốn làm cho các tâm bất thiện nó sanh lên, cho nên á là mình không có đi du lịch. Mình nói mình học thôi, lo mình học hành, đọc sách, làm bố cáo đồ. Bây giờ mình biết mình đi như vậy đó là tâm mình nó bấn loạn lắm, nó bắt lung tung hết trơn à. Nhiều khi nó bắt một cái mình chết luôn cuộc đời cũng chừng nữa. Bởi vậy đó thôi, mình phòng hộ, gọi là phòng hộ bằng cách đoạn trừ. Thì đó là mình cắt cắt xúc. Thì đoạn trừ đó chính là cái cách cắt xúc mà hiệu quả nhất. Nào quý vị thấy là xúc này làm duyên cho nhiều thứ lắm. Xúc làm duyên cho thọ sanh lên, thọ làm duyên cho ái sanh lên, ái làm duyên cho thủ sanh lên. Đó. Quý vị thấy một nồi đó đó, quý vị cắt xúc rồi là phía sau đỡ lắm. Ví dụ có mấy đứa nó thất tình, nó buồn tình. Đấy, gọi giờ sao gỡ, người kêu thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả. Tức là gì vậy? Xúc đi, cắt xúc rồi thì từ từ nó hết à. Thấy không? Trong đây hỏi những quý vị đã trải qua rất nhiều mối tình, có phải không? Đúng rồi. Thọ sinh ái, ái sinh thủ, thủ sinh thủ, thủ sinh sinh. Cho nên thành ra đó thì mình muốn đoạn ái, ví dụ như đó mình dính với cái người này mình khổ quá, chào hậu kỳ,
dính với người này mình khổ quá không à, mình dính mắc tình cảm với họ sầu đời, họ bây giờ đã người ta đã có đôi rồi, chiếu chăng đâu ấm bằng người tình riêng, cho nên sầu đời, về sầu đời đấy. Vậy ra sầu đời là tại vì sao, là tại mình cứ xúc hoài, mình cứ xúc lại cái hình ảnh đó, cho nên thành ra mình sầu đời là ý xúc. Cái lâu lâu ha, lấy cái tấm hình ra xem được tấm ảnh không hồn luôn đấy, lại tiếp tục xúc. Cái lâu lâu mở video cũ lên coi đó, vừa mắt rồi vừa lỗ tai gì tự lưa hết trơn luôn. Lấy cuốn sách để lên cái nhìn cuốn sách cái nhớ nhìn cuốn sách cái nhớ đó, đủ hết các kiểu vậy đó. Thành ra phải 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 luôn luôn cẩn thận. Nằm mơ là ý xúc đó con. Ý xúc quá nặng mà xúc chung ý đó, là cái đó là cái khó cắt nhất, tại vì mình ở trong tâm mà sao bỏ, trừ khi nào mình kiếm cái khác thì thế thì mới bỏ được. Khi còn là phàm nhân, khi còn yếu kém thì khó lắm, không phải dễ. Nhưng có sự rèn luyện từ 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 thì mình mạnh mẽ dần lên, mình có thể buông nó ra dễ hơn. Hiểu ha? Rồi suy nghĩ rồi có hỏi gì không? Hỏi. Rồi chép bài.
Ủa, Quý vị xong chưa? Tôi đi ho mấy trận rồi sao chưa thấy ai xong hết vậy? Có hay bị xong rồi. Hỏi gì hỏi nha. Tâm sở nào đó nó cũng có sức mạnh riêng của nó hết á. Đây là cái năng lực làm việc của nó đó. À, cái sách tí của nó. Thằng nào cũng có hết. Nhìn các tâm sở gộp lại với tâm thì nó tạo ra một sự cộng gộp về sức mạnh sắc tí, nó tạo ra cái sức mạnh của cái tâm phối hợp đó. Tùy theo ở trong ruột cái thằng nào nó mạnh thấy không, mà cái tâm phối hợp đó nó mạnh nó yếu về phương diện nào. Nay mình nói với tâm sở xúc, quyết định sự xuất hiện của tâm, sức mạnh của xúc à, hay là thế mạnh của xúc, hay vai trò của xúc, hay là cái mà xúc làm được, đó là gì? Quyết định sự xuất hiện của tâm, vì có xúc mới xảy ra được quá trình biết cảnh phía sau, cho nên ta nói xúc quyết định sự xuất hiện của tâm, tức là tâm phối hợp đó gặp được cảnh tại thời điểm đang đang xét. Không có xúc thì tâm nó không có sanh lên được. À, không có xúc thì tâm nó sanh lên không được. Mà có xúc cái là có tâm luôn à. Nếu tư duy một cách hiệp thế về xúc thì đưa đến điều gì? Đưa đến duyên sinh. Trong hiệp thế, à, đưa đến duyên sinh. Tức là sự sanh khởi tuần tự các pháp theo quy luật tương sinh. Lục nhập làm duyên cho xúc, xúc làm duyên cho thọ, thọ làm duyên cho ái, vân vân. Thì mình thấy cái đoạn ha, lục nhập làm duyên cho xúc à, sáu cái nãy đó phân tích cho vụ mà tai nạn xe đó, lục nhập gì đóng cửa lại hết, đừng cho nó nhập vô à, đừng cho nó nhập vô là coi như xong, không có xúc, đừng cho nó nhập vô được không? Được được, ví dụ không thấy bằng mắt thì mình làm sao để đừng thấy, nhắm mắt lại che lại à, mình che lại đừng chọt cho nó mù nha trời, mù cũng không thấy nữa, không thấy vĩnh viễn luôn. Khỏe xúc dữ ha, bây giờ mình cắt xúc hết đó thấy không, mình cắt hết xúc luôn rồi cái mình thành thánh không đấy, mình cắt hết xúc rồi cái mình thành thánh không, tại sao? Ủa không có xúc rồi đâu có làm duyên cho thọ đâu, vậy thì mình thành thánh rồi. Ừ, tại sao không thành thánh? Ừ, thì thánh cũng còn ý mà, thánh đâu có mất ý đâu. Ừ. Ví dụ như thầy nói đó, mình chọt cho đuôi mù câm điếc hết đi, rồi đứt hết xúc luôn đi, thì mình thành thánh được không? Vẫn không. Đó, mình phải hiểu bản chất ha. Đó, đúng rồi đó. Cái vấn đề đâu phải là cắt được xúc là thành thánh, mà cái vấn đề muốn thành thánh được thấy không thì phải đoạn trừ được cái gì, kiết sử, hạ phần kiết sử, thượng phần kiết sử, cái thứ mà nó đeo đuổi ta muôn đời vô kiếp, chứ đâu phải tại cái thời điểm hiện tại ta cắt xúc cái là ta là thánh đâu, hiểu chưa? Nên thành ra đó lý do nó vậy.
nó đeo theo muôn đời, cho nên ta phải sửa nó. Nó cũng muôn đời luôn. Nó đồng hành với ta mà. Nó kế bên ta, nó là ta, nó trong ta. Đôi khi nó thắng ta nữa. Cho nên ta cần phải minh mẫn đối diện với nó để xử lý nó. Ừ. Và cái này là mình phải làm lâu dài ha, mình làm lâu dài chứ không phải làm ngày bữa đâu, làm ngày bữa không được ha, hôm này làm lâu dài lắm, mình ra phải hoan hỷ làm cho chính mình. Nếu ứng dụng về mặt hiệp thế ha, thì suy xét về việc cắt xúc bằng cách nào và cắt họ bằng cách nào. Ừ. Thì cái này dẫn rồi, không nói rồi. Đó là sức mạnh thứ nhất của xúc. Xúc làm cho tâm sanh sanh khởi lên. Là cái nhân hỗ trợ thì tâm sanh lên do nó làm nhiệm vụ đụng cái cảnh lấy vô. Rồi ghi ha. Ghi xong số 1 cho hay, để qua số 2. Hiểu mà đúng không? Hiểu là phải la lên nghe. Chắc từ từ đi. Tôi đi ho tiếp đây.
Nhiều vị đã xong rồi nè. Các vị khác cũng nhanh nhanh lên. Tới cái thứ hai. Thứ hai là cái sức mạnh. Thứ hai của sốt. Sức mạnh thứ hai của sốt là quyết định tâm, quyết định sức mạnh của tâm. Dĩ nhiên là tâm phải hợp đó. Sức mạnh của sốt đưa đến sự bền vững của cảnh để mà tâm nó biết. Sốt mạnh mẽ thì chạm được sâu vào trong cảnh. Từ đó tâm nó biết đó, nó sẽ dễ dàng hơn. Sốt mà nó yếu á, chạm hời hợt vào cảnh thì tâm khó hoặc không thể biết cảnh. Thí dụ như kiểu cái dùng bình ắc quy để mà thắp đèn. Nếu cái kẹp dùng để kẹp vào trong cái cọc bình ắc quy á, nó bị lỏng, nó không tiếp chạm đủ tốt thì đèn sẽ mờ chớp, không sáng. Này ai xài bình ắc quy biết ha. Chắc trong đây ai dân thành phố không chứ không biết đó ta. Có ai không biết cái bình ắc quy không? Có bạn biết bình ắc quy. Biết ha. Này thường mấy cái dùng người ta không có điện đốt đâu á, ta sử dụng nhiều. Còn dân mà sinh ra là điện đã có hồi nào con cũng không biết nữa. Mở mắt ra là thấy sáng rồi, mọi thứ là luôn luôn sáng thì chắc không biết cái bình ắc quy đâu. Ứng dụng hiệp thế. Muốn giữ bền chặt một thứ gì đó thì phải xúc với nó cho nó mạnh. Xúc cho nó mạnh, cho nó xịn. Tức là thường nhớ về nó. Ví như quý vị có hạnh nguyện giác ngộ giải thoát mà sáng trưa chiều tối toàn là nghĩ chuyện ăn uống, đi chơi, đi xem phim, đi hát hò, thì mơ đi không có chuyện đi giải thoát được đâu. Ý niệm giác ngộ giải thoát chỉ có vài phút ngắn ngủi ở trong tiết học thì xúc rất ít. Xúc rất ít. Để xúc mạnh thì dùng tưởng mạnh hay dùng tác ý mạnh, dùng tư mạnh, tức là thường nhớ tới chứ không cần đến thường muốn có. Thường nhớ tới là đã xúc được rồi. Vậy thì bây giờ thử lựa ra một cái gì mình muốn xúc. Lựa ra cái gì muốn xúc cho nó mạnh lên. Để mà mình tăng trưởng cái xúc về cái thứ đó cho nhiều lên. Lên kế hoạch tăng trưởng cái xúc gì đấy để đạt được cái gì đấy. Nhưng mà nhớ xúc cho nó tốt nha. Chứ toàn là xúc người yêu không à. Toàn nhớ người yêu không à. Buông nga nhớ người yêu hay không? Rồi cái bài tôi không nhớ gì hết trơn á. Nhớ nga mình xúc cái gì nhiều á thì mình mới có cái cơ hội thành tựu đó nha. Hôm nay có quý vị nào có hạnh nguyện giác ngộ giải thoát không? Quý vị có hạnh nguyện giác ngộ giải thoát đấy, cái mình lật ra. Thấy không? Xúc, tăng trưởng xúc để giác ngộ giải thoát. Rồi bắt đầu mình mới liệt kê với nga, mình sẽ xúc cái gì. Thấy không? Mắt tai mũi lưỡi thân ý. Đặng là nó tăng trưởng xúc đưa đến giải thoát. Đó, mình phải biết tận dụng nó. Rồi quý vị ghi thử đây, cho thử cái ví dụ cho những cái chuyện đó đi. Cái nào mà thấy không biết nó có chắc ăn đúng không thì gửi lên nha. Ví dụ như con muốn xúc cái này nè, thầy coi con xúc cái này á được không? Con sợ cái này xúc con luôn thì gửi lên. Rồi xong rồi có được cái tốt rồi, ví dụ giác ngộ giải thoát đi,
Rồi giờ bắt đầu mình mới hỏi tiếp. Đó, bây giờ con xúc cái này nè để giúp người giải thoát có hợp lý không? Thí dụ như là con xúc cái chuyện con đi xem gì Việt Nam Net Top Google. Nếu mà con tăng trưởng sự giác ngộ giải thoát. Bởi vì nhìn người đẹp thấy vô thường quá. Trời ơi, vô thường quá, mình phải giải thoát thôi. Đó, có ai vậy ha, thì gửi lên. Để tự thấy mà nghi ngờ cái xúc của mình nó kỳ quá ha, thì tự gửi lên hỏi. Mà gửi lên mà thấy ngại quá thì nhắn riêng hỏi. Chứ đừng có đi xúc tầm bậy rồi nó ra tầm bạ rồi la làng ngang. Hiểu không vậy? Này là đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi liều nha. Đụng siêu lý là nó nặng lắm á, không có nhẹ đâu. Nặng là nặng cái quả, tại vì vô bản chất mà. Cho nên ghi ra đây làm đi, ai làm xong thì cho hay.
Đó, khi mà quý vị biết sử dụng cái tính tính chất của các cái pháp thực tính ấy thì nó tiện lắm, bởi vì pháp thực tính đó là cái gốc. Hiểu rồi thì mình phải cố gắng mình về mình sử dụng đó, tùy theo cái mục đích của mình. Mục đích thiện lành thì đỡ, mục đích không thiện lành thì gán chịu. Nó như là một cái công cụ thôi. Ok, thấy thêm một thị dường nữa. Okay. Dễ mà đúng không? Cũng đâu phải khó khăn không có hiểu được. Chưa đến những cái tâm sở không hiểu được. Giờ còn tâm sở nhẹ nhàng lắm. Qua mẫu dấu ba đồ đó mới tới những cái tâm sở không thể hiểu được. Rồi, quý vị nào ví dụ xong rồi, hiểu rồi thì có thể nghỉ trước. Buổi sau cách tuần. Chứ tuần sau là lớp khóa mới học. Lớp khóa mới cũng đông đúc. Nên quý vị nào có học lại, thấy không? Thì cũng quan hệ làm bài tập đồ chung với khóa mới. Cho nhớ bài. Vì thi lên lớp á, là mình thi bao gồm cả chương trình của lớp cũ, chứ không phải chỉ có cái lớp 2. Dù mình thi lên lớp mẫu dấu 3, thì á, là nó có chương trình của mẫu dấu 1 luôn. Cho nên cũng cần phải nhớ bài. Rồi, bây giờ nào xong thì có thể nghỉ trước ha. Giữ sức khỏe. Bài. Cảm ơn Thủy Dương.